À, vâng, thưa cô chú anh chị mến, trước mắt của kênh Bình Lâm Minh Tiêu là chị Hồng Lo nhé, cô chú anh chị. Dạ chị. Chị Hồng Lo rất là dễ thương nhé, cô chú anh chị. Chị Hồng Lo rất là dễ thương luôn. À, càng càng tìm lo nhé cô chú anh chị. Ở bên đây thì là thưởng khá là nhiều nhé. Tìm lo bữa nay rất là tươi tắn luôn cô chú anh chị. Chị lo nên nói chuyện điện thoại cho nên nó tiêu không tiện nói nhé. Có lúc kỳ kìa cho chú chị. Lúc kỳ. Chị lo hết hồn nhé. Vâng. À, bây giờ chị em lo lên lầu rồi nhé cô chú anh chị. Vâng, cô chú anh chị cũng mến theo kênh, cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, đây là cận cảnh ở nơi làm việc của chị em lo nhé. Bữa nay cái chị Hồng Loan cũng có đi đâu nhé các chú anh chị, cho nên quay chị Hồng Loan đã luôn. Vâng, mong các chú anh chị cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để kênh có động lực làm video tiếp theo cho chú anh chị và các bạn cùng xem. Mấy bữa nay ở nhà ông Tiêu có tin buồn cho nên ông Tiêu không đi quay nhé các chú anh chị. Bây giờ tôi quay lại cho cô chú anh chị và cho bạn cùng xem nơi làm việc của ốc tiêu như thế nào nhé. Vâng, rất mong cô chú anh chị cho kênh một like nè, một lượt đăng ký nè, một lượt chia sẻ về kênh, lúc nào cũng mang đến cho cô chú anh chị những cái thứ phim hay nhé cô chú anh chị. Đây là cận cảnh ở trong nhà của chị Hồng Loan. Cái ngành gì đang làm gì nhé cô chú anh chị. Shop Hồng Loan thì mở cửa lúc 8 giờ và kết thúc lúc 21 giờ nhé cô chú anh chị. Kiểm đó tổng cộng là có 3 shop nhé. Shop đầu tiên là shop số 5 Đồng Thị Điểm. Shop thứ hai là shop 506 Trường Sa nhé cô chú anh chị. Shop thứ ba là quận 12 đường Hà Huy Giáp nhé, quận 12. Shop quận 12 thì chị Loan cũng thường xuyên qua bạn lắm cô chú anh chị. Có shop 506 Trường Sa thì chị Loan rất qua bạn nhé. Con lúc đi đâu rồi, xe của bé Bill này cô chú anh chị, bé Bill chắc còn phải chết xong thì bấm bấm thì cũng đã thì bấm bấm đâu rồi ta. Vâng cô chú anh chị, như vậy cũng biết là chuyện đâu mua bé rất là tấp nập nhé. Trái ngược chứ ở bên kia thì trắng nhé cô chú anh chị. Ốc tiêu quay đủ 8 phút là ốc tiêu sẽ xuống nhé.
cái nhân viên đây làm việc nhé cô chú anh chị. Ốc tiêu nghe tiếng nhạc ở đâu đó. Ốc tiêu nghe tiếng nhạc nhé cô chú anh chị. Không biết YouTube nó có nghe không nữa. Chị không lo đi lên rồi. Ốc tiêu nghe tiếng nhạc. Cầu mong YouTube không đánh độc quyền nha. Chán chút thì chè nhẹ chơi quá cô chú anh chị. Vâng cô chú anh chị mới thầy ốc tiêu sáng nay đến chạy cho nên quay chuyện lon rất là ít nhé cô chú anh chị. Đến 9 giờ mới tới đây, 8 giờ là ốc tiêu đi á cô chú anh chị, 9 giờ là tới đây 1 tiếng đồng hồ nhé. Vâng cô chú anh chị mến tìm đông buôn bán thì chủ yếu là chị bán ở trên mạng, bán online á cô chú anh chị. Cô chú anh chị đến đây á thì người quen là một nè, ngày sớm là hai, cũng như là nhận cô chú anh chị muốn gặp chị lâu ở ngoài á cô chú anh chị, cho nên đến đây cũng mua hàng, chủ yếu là mua hàng rồi gặp chị lâu luôn đó cô chú anh chị. Vâng, kênh ốc tiêu cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và một bài cô chú anh chị trong khoảng thời gian tiếp theo của kênh Bời Lóc Ốc Tiêu, quay nhà chị Hồng Lo, nhà cụ chú Năm Vũ Linh nhé.